Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Lực Tàng TV. Thì tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến vụ án Tuấn Khỉ. Thì đến hôm nay kênh Lực Tàng TV lại được cập nhật được một thông tin. Thì như các bạn cũng đã biết trước đó, vợ của anh Vũ Duy Tâm, tức là nạn nhân nghi bị Tuấn Khỉ bắn hạ ở trên cầu, thì đã có nhận được chiếc xe và gửi một cái lá đơn lên để gọi như là nhận một cái số tiền bồi thường do những cái bị can hiện tại bây giờ là đang còn sống và có trợ giúp cho Tuấn Khỉ trong cái suốt cái quá trình lẩn trốn, cũng như là trợ giúp Tuấn Khỉ trong cái cuộc xả súng ở Trung An Củ Chi mà làm rúng động xã hội. Thì đến hôm nay đoàn luật sư cũng đã đưa ra một cái thông tin gọi như là liệu vợ của anh Vũ Duy Tâm này có nhận được cái số tiền 1,1 tỷ đồng mà chị ấy đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để lấy cái số tiền bồi thường đó. Thì có khả năng rất là khó khăn để cho chị này lấy, tại vì hiện tại bây giờ Tuấn Khỉ cũng đã mất rồi. Và cái số tiền mà 1,1 tỷ đồng này nó rất là lớn so với cái số tài sản của Tuấn Khỉ để lại, thì khả năng hiện tại bây giờ là không không đủ để gia đình nhà Tuấn Khỉ có thể bù đắp và bồi thường cho nạn nhân. Đó, thì tất cả mọi người cũng biết nạn nhân là một gia đình rất là nghèo khó, tức là anh Vũ Duy Tâm là một trụ cột của một gia đình đang lo lắng cho vợ và hai con nhỏ, thì bây giờ anh ấy cũng đã mất đi, thì đó là một cái thiếu sót và đó cũng là một cái đau lòng của tất cả chúng ta. Và hiện tại bây giờ gia đình nhà Tuấn Khỉ cũng đang rất là đau lòng, chúng ta cũng rất là đau lòng. Có rất là nhiều người mến mộ Tuấn Khỉ trong suốt quá trình mà Tuấn Khỉ gây án thì cũng đã nói rằng là Tuấn Khỉ giết người hay là xả súng vào cái sòng bài đó là có một cái lý do chính đáng để anh ấy xả súng. Thì tất cả chúng ta rất là tiếc nuối cho Tuấn Khỉ trong cái vụ việc vừa rồi. Thì nhưng xã hội cũng đã có một cái sự công bằng, làm được gì thì cũng đã phải trả giá trước pháp luật. Thì như các bạn cũng đã biết, Tuấn Khỉ cũng đã phải trả giá bằng chính cái tính mạng của mình. Hiện tại bây giờ anh ấy cũng đã mồ in mã đẹp. Thì gia đình Tuấn Khỉ hồi trước đó đến giờ là chúng ta cũng đã thấy im lặng và vụ việc này đang dần lắng xuống, nhưng đang còn tồn động một số những cái vấn đề mà để cho chúng ta phải quan tâm. Đó là những cái số người 17 người liên quan đến vụ án hiện tại bây giờ đang trong diện điều tra và sẽ mở rộng cái vụ án này để điều tra thêm những cái tình tiết liên quan đến những sòng bạc và những cái số người chơi ở trong sòng bạc này. Một tình tiết thứ hai nữa là vụ án này đang còn liên quan đến cái người chủ của con bò cũng đang đều yêu cầu bồi thường. Rồi tình tiết của những chiếc xe thì hiện tại bây giờ hai chiếc đã tìm được một chiếc và gửi lại cho gia đình anh Vũ Chí Tâm này. Thì đến cái tình tiết mà số tiền bồi thường 1,1 tỷ đồng này thì đến hôm nay là sẽ đã được phanh phui và đã được báo chí người ta đăng lên rầm rộ. Thì trong đây có một tờ báo thì đã nói rằng là đòi bồi thường đến 1,1 tỷ đồng và gọi như là những yêu cầu bồi thường là những người gọi như là trợ giúp Tuấn Khỉ cũng như là gia đình Tuấn Khỉ luôn. Thì anh Tâm cũng nói rằng là gia đình nhà anh Tâm là lao động chính, là trụ cột về kinh tế và là chỗ dựa về tinh thần cho cả gia đình. Cả nhà chỉ sống bằng tiền lương và thu nhập thêm của anh Tâm, nên khi anh bị sát hại, nguồn thu nhập mất, trong khi đó chị phải lo tiền ăn học cho hai con nhỏ, một 10 tuổi đang học lớp 4 và một đứa 3 tuổi. Vì thế chị yêu cầu bị can những người liên quan bồi thường chi phí nuôi hai con chị đến mức 18 tuổi, mỗi tháng mỗi cháu là 3 triệu đồng. Theo tính toán của chị Nhung, tổng số tiền của hai cháu 18 tuổi là 855 triệu đồng. Ngoài ra, vợ nạn nhân của vụ Tuấn Khỉ cũng yêu cầu bồi thường tiền lo mai táng và chi phí lễ cúng theo nghi thức truyền thống của anh Tâm bằng 79,8 triệu đồng. Tiền bồi thường tổn thất tinh thần 100 tháng lương cơ sở tại thời điểm anh Tâm bị bắn chết là 149 triệu đồng, tức là 100 tháng lương so với cái tiền mà anh Vũ Chí Tâm, tức là chồng của anh chị này, là làm thì là lên đến 149 triệu đồng. Thì chị Nhung cũng yêu cầu được bồi thường tài sản chiếm đoạt là một chiếc mô tô Honda Wampa trị giá 14,5 triệu đồng. Tổng cộng số tiền chị Nhung nhận được bồi thường là khoảng 1,1 tỷ đồng. Thì liệu cái số tiền bồi thường này có trở thành hiện thực hay không? Trao đổi phóng viên kiến thức, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, bồi thường thiệt hại do tính mạng xâm phạm quy định của Bộ luật dân sự về các khoản chi phí cứu chữa, tiền mai táng, tiền tổn thất về tinh thần, tiền cấp dưỡng cho người mà bị hại có nghĩa vụ cấp dưỡng. Tuy nhiên, tiền bồi thường phụ thuộc vào khả năng thanh toán của người gây thiệt hại. Đó. Bởi vậy, trong trường hợp thực tế trên 1 tỷ đồng nhưng Tuấn Khỉ đã chết và tài sản để lại chưa đến 1 tỷ đồng thì người bị hại cũng không đảm bảo được quyền bồi thường thiệt hại.
Về nguyên tắc thì khi gây thiệt hại đã chết, vấn đề bồi thường thiệt hại được giải quyết trong phạm vi tài sản do người chết để lại. Những người thừa kế của người chết có nghĩa vụ thay mặt người chết thanh toán nghĩa vụ dân sự do người chết để lại. Nếu còn thừa thì tài sản đó được chia thừa kế. Nếu thiếu thì người bị thiệt hại phải chịu thiệt. Suy cho cùng thì không có gì có thể bù đắp được tính mạng con người. Những khoản bồi thường thiệt hại khi tính mạng bị xâm phạm thì bù đắp được một phần nào đó bị thiệt hại. Mất mát khó có thể định lượng bao nhiêu tiền để bù đắp được một mạng người. Bởi vậy nhiều người bị hại, đại diện bị gia đình bị hại trong vụ án hình sự thường chịu thiệt thòi, thiệt hại thực tế lớn hơn rất nhiều lần để chứng minh là rất khó. Hơn nữa pháp luật cũng quy định về việc bồi thường thiệt hại phụ thuộc vào khả năng của con người gây thiệt hại. Thì đó là những cái thông tin mà đoàn luật sư người ta cũng đã đưa ra. Như vậy là chị vợ Vũ Chí Tâm cũng rất là khó khăn trong cái công tác của anh là đòi tiền bồi thường này. Thì đó là những cái thông tin mà chúng ta đã nghe đoàn luật sư nói. Thì bây giờ Tuấn Thiện đã mất rồi, số tiền lấy đâu ra cả hơn một tỷ mà để đền bù cho gia đình nhà anh Vũ Chí Tâm. Tiếc là tiếc ở chỗ là cái sự việc nó đã xảy ra và tất cả chúng ta ai cũng đều đau xót và tiếc nuối trong cái sự việc này, thì cũng không biết nói làm sao được nữa. Mà bây giờ thì gia đình nhà anh nạn nhân Vũ Chí Tâm này thì rất là khó khăn trong cái công tác gọi như là nuôi hai đứa con nhỏ, và chị này cũng đang là thất nghiệp, thì tất cả chúng ta cũng rất là đau lòng. Thì cũng rất là mong trong thời gian sắp tới cơ quan chức năng cũng như những nhà hảo tâm, những nhà có cái này lớn của xã hội ấy, cũng sẽ giúp đỡ gia đình nhà chị nạn nhân Vũ Chí Tâm này được một số tiền gọi như là này kia. Chứ cái kiểu mà đền bù kiểu này thì không có rồi, có khả năng là rất là khó để cho gia đình kia có thể thực hiện được một số tiền gọi là lên đến 1,1 tỷ đồng. Tại vì gia đình nhà Tuấn Khỉ hiện tại bây giờ Tuấn Khỉ ra đi là cũng không còn số tiền nữa, không có tài sản gì lớn nữa nha mọi người. Thì chỉ có một cái nhà mà hiện tại bây giờ là có cả vợ con bên đó cũng có nuôi con nhỏ luôn, cho nên là rất là khó khăn cho cả hai bên. Cái sự việc xảy ra khiến chúng ta rất là đau lòng. Hiện tại bây giờ nó đang còn nhức nhối, nó dây dưa đến rất là nhiều người. Mười mấy người kia nữa cũng đang dính đến áp pháp luật, tức là những người mà liên quan đến Tuấn Khỉ. Những người đó hoàn toàn là bà con thân thích, bạn bè, anh chị thân thích với Tuấn Khỉ. Và hiện tại bây giờ là đang nằm trước án của pháp luật một cách cũng vậy là nghiêm minh. Cũng vì một cái lý do gọi như là thương mến Tuấn Khỉ và giấu giếm, che giấu Tuấn Khỉ trong suốt quá trình lẩn trốn. Và những cái tình tiết về những cái khẩu súng, về những cái này kia thì cũng chưa được phanh phui ra là thực sự những khẩu súng mà Tuấn Khỉ lấy đó là ở đâu ra. Thì còn rất là nhiều những tình tiết mới ở trong vụ án Tuấn Khỉ này mà chúng ta đang còn phải chờ đợi cơ quan chức năng để giải quyết những cái vấn đề một cách nhanh gọn nhất trong thời gian sắp tới, để kênh Lực Tàn TV cũng như tất cả mọi người đang chờ và săn đón những cái thông tin mới để gửi tới tất cả mọi người một cách nhanh chóng và kịp thời. Thì trong cái vụ việc này, cái sự việc này, nếu như gia đình nhà Tuấn Khỉ mà có đền bù hay là những cái người mà có liên quan đến Tuấn Khỉ sẽ phải đền bù như thế nào, chắc cú là sẽ có, nhưng mà số tiền nó sẽ như thế nào, ít hay nhiều, thì kênh Lực Tàn TV sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin này để gửi tới tất cả mọi người. Và một điều nữa Lực Tàn TV cũng muốn nhắc ở đây thì tất cả mọi người hãy thông cảm cho Lực Tàn TV. Mọi người cứ bình luận comment ở dưới cũng nói rằng là Tuấn Khỉ đã ra đi, mồi in mồi đẹp, là tụi bay cứ khui lại những cái thước phim này để nói lên cho tất cả mọi người đau lòng. Thì đây Lực Tàn TV hoàn toàn phản biện và nói rằng là đây là những cái thông tin từ những tờ báo chính thống, và đây là những cái thông tin còn rất là nhiều người muốn xem xét và để gọi như là làm những cái vấn đề gọi như là biết được cái vụ án này nó sẽ mở đầu rồi thì kết thúc như thế nào, và những ai phải chịu tội và chịu tội bao nhiêu, những người nào bị đền bù, những cái vấn đề về số khẩu súng, rồi còn vụ con bò chết oan mà chủ nhà đòi bồi thường nữa. Đang còn rất nhiều những cái tình tiết mới mà chúng ta đáng phải khám phá, đáng phải chờ đợi để biết được những thông tin mới. Cho nên kênh Lực Tàn TV cũng luôn cập nhật để gửi tới tất cả mọi người. Còn ai muốn nói gì thì nói, nhưng kênh Lực Tàn TV đã nói rồi, làm cái vấn đề gì thì làm tới nơi tới chốn. Cũng rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Nếu như ai yêu mến kênh Lực Tàn TV, ủng hộ Lực Tàn TV, hãy nhấn vào nút đăng ký cũng như ấn vào quả chuông để kênh Lực Tàn TV có động lực lớn hơn để gửi tới mọi người những tin tức hay và hấp dẫn hơn. Một lần nữa, kênh Lực Tàn TV xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những tin tức tiếp theo.